Em chưa bấm. Ok, vậy thì giờ mình sẽ qua dạng đầu tiên của cái phương trình mũ này, tức là cái phương trình cơ bản. Rồi ở đây mình sẽ áp dụng một cái công thức duy nhất thôi là A mũ x bằng B thì x sẽ bằng log cơ số A của B thôi. Với cái bài đầu tiên, phương trình 2 mũ x bình trừ 9x cộng 16 bằng 4 thì mình sẽ có cái hệ số mũ của nó là x bình trừ 9x cộng 16 bằng log 2 của 4. Ở đây cơ số của nó là 2 nên là nó là số dương rồi, không có điều kiện gì đây nè. Sau đó mình sẽ giải tiếp cái chỗ này ra thì đưa về phương trình bậc 2. Rồi mình sẽ giải được hai nghiệm x1 x2 là 27 theo như đáp án ha. Rồi ok, vậy mình qua tiếp câu số 2, làm vài câu nó tương tự, cũng tương tự nhau lắm. Rồi 2 mũ x bình trừ 5x cộng 6 bằng 1 thì mình sẽ nhận thấy được là cái số mũ này là nó bằng log 2, log cơ số 2 của 1 thì nó bằng 0. Cái đó mình sẽ giải được hai nghiệm là x bằng 2 với x bằng 3. Sẽ có đáp án D. Rồi cái tới nhưng mà cái giải phương trình này có bạn nào mà kiểu thắc mắc ở đâu không? Hai câu luôn á. Tụi em có không hiểu ở chỗ nào thì cứ nhắn nhắn riêng danh cũng được, nhắn qua chat riêng danh cũng được, anh sẽ đọc và trả lời tụi em ha. Tại vì anh sợ mở mic to quá thì hàng xóm hát karaoke tụi em nghe học được đâu. Rồi vậy bây giờ qua câu 3 thì giờ tụi em thử bấm cho anh, làm cho anh nha. Câu này bấm máy tính cũng được, xong rồi mình nhắn cái đáp án lên trên chat. À, tụi em nhắn ba cái nhắn những cái nghiệm lên cho anh nha, chứ như nhắn đáp án như trên cái file thì có đáp án sẵn rồi, nhắn cái nghiệm lên á. Trời ơi, thấy nhiều bạn nhắn rồi hả? Vậy thì bây giờ cái phương trình của mình nó sẽ tương đương với cái phương trình là x mũ 4 trừ 3x bình phương là bằng log cơ số 3 của 81 thì nó sẽ bằng bằng 4. Sau đó mình sẽ giải phương trình này ra với lại phương trình bậc 4 thì bấm máy tính cũng được, còn không nó là phương trình trùng phương á. Mình sẽ giải được x bình bằng 4 với lại x bình bằng âm 1. Vậy thì âm 1 thì mình sẽ loại ha. Còn x bình bằng 4 thì giải ra được hai nghiệm bằng cộng trừ 2. Vậy thì tổng x của các nghiệm sẽ là trừ 2 cộng 2 là bằng 0. Giống với tụi em mà ha. Rồi qua cái bài 4,
B4 bây giờ nó không, một bên nó còn không còn là số nữa, bây giờ nó sẽ là hai cái số mũ để cho có ít hết. Thì tụi em tìm cách đưa về cùng một cơ số ha. 9 mũ x trừ 1 bằng 3 mũ x bình trừ 2, thì mình sẽ đưa hết về cơ số 3. Có phải 9 đây là 3 bình phương không? 3 mũ 2 thì mình khi mà đưa về cơ số 3 nó sẽ là 3 mũ 2x trừ 2. Mình sẽ bằng với 3 mũ x bình trừ 2. Sau đó hai cái số mũ sẽ bằng nhau. Hai số mũ sẽ bằng nhau. Thì mình sẽ có được cái phương trình là 2x trừ 2 bằng với lại x bình trừ 2. Dẫn tới mình giải ra được nghiệm x bằng 0 với x bằng 2 ha. Rồi ở đây thì vậy nè, x1 nhỏ x2, vậy thì đây là x1, đây là x2. 2 mũ x1 thì 2 mũ 0 cộng với lại 3 mũ x2 rồi. 3 mũ 2 sẽ phải bằng bằng 9 chứ ta. Tụi em có làm ra giống hai cái nghiệm này không ta? Làm ra nó bị sai so với đáp án. À 10 chứ, quên quên 10. Ở 2 cũng không là 1, 1, 1 cộng với lại 9 là bằng 10. Nhưng mà đáp án nó không phải không có, nó là vậy đáp án chính xác chọn 10 nha. Rồi tính câu số 5 thì đây là 4. Câu số 4 này câu số 2 thì mình sẽ đưa đưa về hết là câu số 2 ha. Thì 4 sẽ là 2 mũ 2, mình sẽ đưa về 2 mũ của 4x cộng 10 bằng với 2 mũ 2 trừ x. Sau đó mình sẽ cho hai cái số mũ này bằng nhau. Và mình sẽ giải được là trừ x mà âm 8 phần 5. Chọn đáp án A. Rồi đến với câu số 6, câu là tính tổng bình phương của các nghiệm của cái phương trình này. Thì bây giờ hai cơ số nó cũng cách nhau là 1 phần 5 với lại 5. Bây giờ để đưa đưa về cùng một cơ số thì em sẽ nhận thấy được là 1 phần 5 chính là bằng 5 mũ âm 1, 5 mũ trừ 1 á. Vậy thì mình sẽ đưa hết về cơ số 5. Tức là mình sẽ đưa được về 1 phần 5 này, mình sẽ đưa được 5 mũ trừ 1 mà lại nhân thêm trừ x bình nữa thì mình sẽ có được bên này sẽ là 5 mũ x bình. Từ đây mình có được đưa là cái số mũ bằng nhau, mình sẽ có được phương trình là x bình trừ 7 cộng 2 bằng 0. Rồi, giải cái phương trình bậc 2 x bình trừ 3x cộng 2 bằng 0, mình sẽ được một điểm x bằng 1 và một điểm x bằng 2. Vậy thì tổng bình phương của nó sẽ là 1 mũ 2 cộng 2 mũ 2 là bằng 5. Rồi, mình dừng chút xíu ở cái câu này. Thì tụi em có thắc mắc gì về cái câu này không?
Nếu không mình sẽ đi tiếp. Rồi, nó không có thắc mắc gì. Trời ơi, chữ anh đẹp đó giờ mà. Rồi, nếu không thắc mắc gì thì mình qua tiếp câu số 7 bây giờ nhận thấy cũng đưa về cùng một cơ số thì đưa về câu số 3. Đưa về câu số 3 thì bên này mình sẽ được là 3 mũ 2 nhân cho chỉ tuyệt đối của bài trừ 1. Bên này vẫn giữ nguyên là 3 mũ 8 x trừ 2. Sau đó thì mình sẽ cho hai cái số mũ bằng nhau là 2 nhân với chỉ tuyệt đối của bài trừ 1 bằng với lại 8 x trừ 2. Thôi chia 2 xuống thì mình sẽ được chỉ tuyệt đối của bài trừ 1 là bằng 4 x trừ 1. Rồi bây giờ tới phương trình thì mình sẽ giải theo cách đó giờ, tức là mình sẽ đặt điều kiện trước. Thì điều kiện của mình ở đây là cái bằng với cái chỉ tuyệt đối bên này nó phải lớn hơn bằng không, tại vì nếu mà bên vế tay phải của mình mà là số âm á, thì chỉ tuyệt đối mà bằng một số âm là vô lý đúng không? Vậy thì mình phải đặt điều kiện trước xong trước khi giải. Ở đây mình sẽ có x lớn hơn bằng 1/4. Sau khi đặt điều kiện rồi thì mình sẽ tiến hành phá trừ tuyệt đối. Mình tiến hành phá trừ tuyệt đối, mình sẽ có được hai trường hợp là 3x trừ 1 bằng 4x trừ 1 hoặc là 3x trừ 1 bằng lại trừ 4x cộng 1. Thì đối với một mỗi phương trình mình sẽ giải được là đây là x bằng 0 nè. Và cái thứ hai là x bằng 2/7. X bằng 0 mà so với điều kiện x lớn bằng 1/4 thì mình sẽ loại nghiệm ở trên này ra. Mình chỉ lấy một nghiệm x bằng 2/7 thôi và mình sẽ nhận câu B. Rồi qua bài này thì mình sẽ nhắc lại chỗ này nhá, nhắc thêm một xíu kiến thức cho tụi em về cái chỗ này. Rồi. Rồi có bạn nào thắc mắc về câu này không? Nhớ là chỗ này nha, nhớ nha, nhớ phải có điều kiện nha. Điều kiện không có là tụi em sẽ lấy cái gì bằng không này luôn á. Rồi ok, không có bạn nào thắc mắc thì qua tôi tiếp theo nha. Ủa, câu 8 đi Trang. Câu 9. Câu 9 bây giờ mình có cơ số 5 với cơ số 25. Cơ số 5 với cơ số 25 thì mình sẽ đưa hết về cơ số số 5. Vậy mình sẽ được phương trình 5 mũ của chỉ tuyệt đối 4x trừ 6 bằng với lại 6x trừ 8. Sau đó hai cái số mũ nó sẽ bằng nhau. Rồi lúc này một cái chỉ tuyệt đối bằng một cái hàm đa thức thì mình sẽ tiến hành đặt điều kiện. Thì bên vế phải của mình phải lớn bằng 0 dẫn tới x lớn bằng 4/3. Sau khi đã điều chỉnh xong thì tiến hành phá trừ tuyệt đối ra.
Mà phải chỉ đối ra hai trường hợp ha, một cái là cộng với một cái là trừ của cái bên 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 phải, sau đó giải phương trình ra viết bằng trừ viết bằng một chứ viết bằng một với lại viết bằng 14 phần 10. Thì đây lại do là một nhỏ hơn 4 phần 3, con này nhận cho 14 phần 10 nó sẽ lớn hơn 4 phần 3, mình chọn đáp án A. 4 phần 10 là 7 phần 5 luôn á. Ok, có thắc mắc gì cái câu này không? Y chang câu trên mà. Thắc mắc gì qua tiếp câu số 10. Thì nó qua một dạng khác rồi. Bây giờ hai cơ số này mình không có đưa về chung chung được đúng không? 5 với 3 đâu có cái mũ nguyên nào đâu. Thì bây giờ tụi em sẽ nhìn thấy cái phần mũ trên này nè. À, nó giống nhau ở cái phần x bình chữ x. À, nó giống nhau phần x bình chữ x. Vậy thì mình sẽ đặt ở đây, mình sẽ đặt cái phần giống nhau là x bình chữ x nè bằng một cái biến mới là biến t, thì cái phương trình của mình nó sẽ được rút gọn thành 5 mũ t trừ 1 nhân cho 3 mũ t cộng 2 bằng 27. Sau đó tụi em sẽ phá cái là rút cái thằng này đi nhỉ? Tại vì thực chất 5 mũ t trừ 1 có phải là 5 mũ t nhân cho 5 mũ trừ 1 không? Vậy thì ở đây 5 mũ trừ 1 sẽ là 1 phần 5. Thì mình sẽ có là 1 phần 5 nhân cho 5 mũ t. Nhân với lại thằng này phá ra với là 3 mũ t nhân cho 3 mũ 2 không? Là bằng 27. Rồi. Mình lại tiếp tục mình gom hàng này lại. Nó sẽ thành là 15 mũ T bằng với lại bằng 15. Đúng không? Nè. Nhân 5 lên xong chỉ 9 xuống. Từ đó dẫn tới được mình tìm được T bằng 1. T bằng 1 thì suy ra là x bình trừ x bằng 1. Ở bên dưới bằng 1 thì đề kêu tính gì? Đề kêu tính x cộng x1 cộng x2 cộng cho x1 nhân x2 đúng không? Thì này đó là cái vs này. Thì ở đây mình có cái phương trình rồi, chuyển qua x bình trừ x trừ 1 bằng 0. Thì cái vs của nó là x1 cộng x2 là bằng trừ b chia a đúng không? Trừ b chia a là bằng bằng 1. À, x1 nhân x2 là bằng c chia a bằng âm 1. Sau đó thay vào đây. 1 trừ 1 mà không chọn án B. Rồi, dừng lại một chút cho tụi em ngẫm lại cái bài này. Rồi có thắc mắc gì ở khúc nào của cái bài này không?
Rồi có không? Không có thắc mắc đúng không? Không nắng thì quá nha. Rồi giờ bạn nào đọc cho anh cái cách giải của câu số 11 nào? Trân ơi, em gọi anh một bạn Trân ơi. À, bạn nghe bây giờ Nguyễn Tấn Huy. Nguyễn Tấn Huy, giải đi em. Huy ơi, giải cho anh bài này đi, em cùng tên với anh đó. Dạ. Sao đây? Dạ là mình tách ra thành 3 mũ x nhân với 5 mũ x nhân với lại 1 phần 5 là bằng 7. Nè, sẽ ra được là 15 mũ x là bằng 35. Ok luôn. Rồi đến Đấy, tới hết sẽ băng. x bằng log của 15 và 35. Rồi cơ số 15, cơ số 15 của 35. Dạ. Đó. Dễ mà đúng không? Dạ. Dễ mà, dễ mà. Rồi thêm bạn nữa tới câu số 12. Câu số 12 nè. Rồi, thêm bạn Gia Huy nữa. Mà biết lên nói đi, có gì đâu, cái này dễ mà. Cho em làm thử được không Ok, được em. ạ? Dạ, là một cách đây là không, đầu tiên là mình đặt t bằng x bình. Tụi em biết là cái đề đã. À. À, ở đây không có xóa được, chết chứ. Bỏ cái này đi. Viết lại ra. Rồi em tách thành gì em đọc luôn đi. Dạ em tách thành 6t cộng 6t nhân 6 nhân 2t 2 mũ t nhân 2 mũ trừ 1 bằng 36. Là 36. Rồi, điểm À, tới suy ra 12 là nữa. 10, t bằng 12 là t sẽ bằng 1. Đã. Từ 2. 36 chia 3 là 12 à, thì t bằng 1. T bằng 1 tức là x bình bằng 1 đúng Bình không? bằng 1. Dạ, mình x bằng Thì cộng x trừ bằng 1. trừ 1. Ok. Dễ mà, 10 điểm. Rồi giờ qua câu số 13. Nó có tới 4 cái. Được, thì mình sẽ phải rút gọn ha. Mình sẽ chuyển hết những cơ số giống nhau về một phía. Anh sẽ đưa hết cơ số 3 về một bên. Rồi sau khi đưa hết về một bên thì tụi em được dịch loại bỏ những cái hệ số tự do ở đây. Rồi có bạn kêu quay lại câu 12 một xí. Tí đi, để tí đi, anh xong câu 13 đã. Rồi đưa hết những cái
có cơ số giống nhau sang một bên. Sau đó mình sẽ chỉ tiêu những cái hệ số tự do ở đây. Ở đây không có thì vẫn để là 3 mũ x bình. Ở đây có trừ 1 thì nó sẽ là 1 phần 3 nhân 3 mũ x bình. Bên này có cộng 2 thì 2 mũ 2 sẽ là 4 2 mũ x bình. Cộng với lại 1 phần 2 2 mũ x bình. Rồi, sau khi vậy thì đây là 3 mũ x bình cộng 1 phần 3 mới là 4 phần 3. Bằng với lại 4 cộng 1 phần 2 sẽ là 4,5, 4,5 là 9 phần 2. 9 phần 2 nhân 2 mũ x bình. Rồi tới đây bạn nào biết giải tiếp không? Dạ, chuyển mấy cái này, hai mũ lên được qua một bên, cái ba mũ lên được qua một bên. Ừ, thì hai mũ qua một bên hết rồi nè. Thì bên này mình còn cái phương trình là 4 phần 3 nhân 3 mũ x bình bằng 9 phần 2 nhân 2 mũ x bình. Thì tới đây giải sao nữa? Dạ, chuyển 4 sang bên 2 mũ x bình, rồi chuyển 9 qua bên kia, xong rồi kiểu đổi ra cái mũ, xong rồi rút gọn, xong rồi hai bên làm được. Vậy thì không, ở đây mình sẽ làm như thế này ha. Ở đây cái nào có x chuyển hết sang bên. Tức là sao? Ở đây có 2 mũ x bình, ở đây có 3 mũ x bình thì em chia cái thằng 3 mũ x bình này xuống dưới này. Chia xuống thì bên còn lại hệ số tự do nó sẽ là 8 phần 27 nha. Và nó sẽ bằng là 2 mũ x bình chia cho 3 mũ x bình phải là 2 phần 3 của tất cả mũ x bình. Tại vì á, cái hàm mũ của mình, hàm này nè, mình đảm bảo nó là nó dương rồi nên mình có thể chia thoải mái xuống. Vậy thì từ đây mình sẽ có được là gì? X bình cũng phải là bằng 3 không? Chúng ta x bằng cộng trừ căn 3. À đúng rồi, chia 2 mũ x bình cho cả hai vế cũng được. Thì anh chia hàm 3 này xuống cũng được. Vì em chia kiểu nào nó cũng ra hết trơn á. Ha. Bước đầu tiên là mình sẽ đưa hết những cái thằng giống nhau vào bên để mình đưa về cái dạng giống vậy nè. Sau đó tụi em sẽ chia xuống để cô lập x sang một bên rồi mình mới giải tiếp được. Rồi tụi em sửa câu này vô, có chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi em. Rồi ok. Đây nè, anh chiếu lại câu 12 luôn ha. Câu 12 nó chỉ có 2 dòng này thôi. À rồi ok. Thì các bạn hỏi là tại sao có cái số 8 phần 27 này. Thì nó là cái này nè. Có phải là mình chia xuống đây đúng không? Thì cái 9 phần 2 này nè, mình lại chuyển ngược sang bên này. Thì có phải lúc đó nó bên bên trái của mình nó sẽ còn là 4 phần 3 chia cho 9 phần 2 đúng không? Thì chia cho 9 phần 2 chính là nhân nghịch đảo lên là 4 phần 3 nhân với lại 2 phần 9. Mình có kết quả bên cái vế trái mình còn lại là 8 phần 27. Sau đây mình đã chuyển cái 3x từ đây rồi thì mình có lấy cái thằng này mình đem gắn ngược ở bên này để mình ra được cái dạng này. Rồi, còn bạn nào thắc mắc gì đó không?
Ok, không thắc mắc Câu qua 14 nha. 14 thì phương trình này nó khá là dễ. Nó cùng một cơ số rồi, chỉ việc của mình cần làm là chỉ cần việc mình cần làm là mình sẽ triệt tiêu cái hệ số tự do cộng 5 ở đây, mình sẽ đưa xuống thì nó sẽ trở thành là 3 mũ 5, 3 mũ 5 là 243. 243 nhân cho 3 mũ x trừ cho 3 mũ x bằng 121. Cái này mình sẽ 243 mà trừ cho 1 phải là 242 không? Hai bốn hai nhân cho 3 mũ x bằng 121 thì 3 mũ x sẽ bằng 1/2. Sau đó dẫn tới là x sẽ bằng log cơ số 3 của 1/2 thì nó cũng chính bằng là trừ log cơ số 3 của 2. Tại vì cái 1/2 này nè sẽ là 2 mũ trừ 1, 2 mũ trừ 1 thì mình đem cái mũ xuống sẽ là dấu trừ đây. Nè, chọn đáp án B. Câu này các bạn nào thắc mắc ở đâu không? Dễ mà hả? Rồi, thắc mắc thì qua 15 nha. Rồi, 15 thì bạn nào giải được đây? Bạn nào làm được không? Nó cùng một cơ số 4 đó nè. Bạn nào được cứ nói đi. À, có bạn kêu Khang, Khang ơi. Khang ơi. Dạ Bạn kêu em câu này em làm được nè. đâu hay Rồi làm sao đây? làm bình thường là 4 mũ x là 4 mũ x nhân cho 4 cộng 4 x nhân mùng 4 bằng 272. Rồi sao nữa? Đặt 4 x ra Rồi muốn biết rút ra thì được gì? là làm 4 x nhân 17/4. À đây 4 đúng không? 17/4 bằng 272 dẫn tới 4x bằng mấy? 4 x bằng 64 này. Vậy thì x bằng mấy? X bằng 3. Ok, chọn B. Rồi, các bạn đã thắc mắc câu này không? Dễ mà. À, còn hai câu là hết dạng rồi. Và 16 nha. Bây giờ 16 là nó cái dạng mà hai hai cơ số này khác nhau mà cũng không có phải là chuyển cho nhau ra nguyên được, kiểu giống như 4 với 2 được, nó là 3 với 5. Thì giờ mình sẽ làm như cách hồi nãy là mình chuyển hết cơ số mà giống giống nhau sang bên ha. Giờ mình chuyển cơ số 3 sang một bên. Chuyển cơ số 5 sang bên. Rồi mình sẽ xử lý mấy cái hệ số tự do của nó.
7.000 nhân cho 3 mũ 3, 3, 3 mũ 1 là 3, bằng 21. 3 mũ 4 là bằng 81. 5 mũ 2 là 25. 5 mũ 3 là bằng 125. Ở đây mình sẽ được là trừ 60 nhân 3 mũ x bằng trừ 100 nhân 5 mũ x. Rồi bây giờ mình tiến hành chia ha. Mình chia cái thằng 3 mũ x này xuống dưới này, ngược lại mình phải chia thằng trừ 100 xuống dưới này, đúng không? Vậy thì mình sẽ được là 5 mũ x chia 3 mũ x là 5 phần 3 tất cả mũ x đó, bằng với lại trừ 60 chia trừ 100 là bằng 3 phần 5. Thì từ đây mình sẽ có x nó bằng log cơ số 5 phần 3 của 3 phần 5 là bằng trừ 1. Trừ 1 thì chọn đáp án B. Rồi dừng lại 1-2 phút cho tụi em sửa bài này vô nha. Ok, có thắc mắc gì không? Không thì qua tiếp 17 nha. Cho bạn nào làm được 17 này. 17 hơi khó xí á. Nó phức tạp mấy câu hồi nãy giờ. Ai làm được giơ tay đi. Không ai làm được hết hả? Trời gì vậy? Sao vậy? Không ai làm được con này luôn. Giờ gọi ai giờ? Trân ơi, giúp anh gọi bạn nghe. Dĩ Trân ơi. Quỳnh Hương again. Rồi Quỳnh Hương. Làm sao Hương? Dạ. Làm sao? Dạ em ghi ra nếu như 4 mũ trừ x là bằng 1 phần 4 x. 1 phần 4 mũ x. Dạ không thích ghi 4, 4 ghi 4 mũ trừ x được không? Thì đúng rồi, 4 mũ trừ x cũng được.
vậy thôi. Vậy là 4 mũ chữa trừ cho 3 mũ chữa chia cho căn 3 Rồi bằng sao nữa? căn 3 chia cho 3 không bằng nhân cho 3 mũ chữa Rồi. trừ cho 4 mũ chữa chia cho 2. Rồi ok, làm sao nữa? Rồi em chuyển vế qua. Chuyển vế qua, tức là 4 mũ chữ x cộng cho 4 mũ chữ x chia 2 bằng Đúng. căn 3 nhân 3 mũ chữ x cộng với lại 1 chia căn 3 nhân 3 mũ chữ x, đúng không? Rồi làm sao nữa? Rồi rồi sau đó em chia xuống, em chia cho em cộng lại xem chia cho 4 mũ chữ 3 phần 2 nhân 4 mũ chữ x bằng với lại hay cộng sao? x là căn 3 cộng 1 phần căn 3. À không. Căn 3. À đâu, vi đồng lên là 3 cộng 1 phần căn 3. Này đúng không? 3 mũ chữ x rồi bắt đầu mới chia xuống đúng không? Vậy nhân lên chia xuống là 3 căn 3 phần 8 bằng với lại là 3 phần 4 tất cả mũ chữ x. Em ra x bằng trừ 3 phần 2. Rồi giải ra được x bằng trừ 3 phần 2. Thì tới đây mấy bạn bấm máy tính nha. Log cơ số 3 phần 4 của 3 căn 3 phần 8. Ha, nó bằng log này nè. Bấm máy tính ra là sẽ ra được. Trừ nhé. Trừ log. Nhớ trừ nha. Tại vì trừ x là bằng log 3 phần 4 bằng 3 chia 8. Vậy thì x nó sẽ bằng trừ của cái log đó. Rồi tụi em ngồi coi cái bài cái cách bạn làm nha. Có thắc mắc ở đâu thì hỏi. Rồi, vậy là không thắc mắc kiểu không? Qua nha. Vậy là hết cái dạng một rồi đó. Phần bài tập tương tự thì tụi em về nhà tự làm. Ở đây mình sẽ đi tiếp dạng 2. Dạng 2, dạng 1 nó cũng na ná nhau đó. Dạng 2 là phương trình đưa về cùng cơ số. Thì giống như nãy giờ mình cũng làm đó, cái phương trình này mình chỉ cần đưa về cùng cơ số thì hai cái số mũ nó sẽ bằng nhau. Ví dụ như cái bài câu số 1 nè, mình có 2 mũ x trừ 2 là bằng 8 mũ 100 đúng không? Đưa về cùng cơ số thì ở đây tụi em thấy được là 8 sẽ bằng 2 mũ 3, thì mình sẽ có được là 2 mũ x trừ 2 là bằng 2 mũ 3 nhân cho 100, tức là bằng 2 mũ 300 á. Vậy thì từ đây mình có được là x trừ 2 phải bằng 300 không? X trừ 2 bằng 300 thì x sẽ bằng 302. Rồi, thì mình sẽ đến với câu số 2. Câu số 2, 5 mũ 1 phần x. Mình nhận thấy được là 1 phần 25 này nè, nó sẽ bằng là 5 mũ
trừ 2 đúng không? 5 mũ trừ 2. Vậy thì 1 phần x của mình nó sẽ bằng trừ 2 tới x bằng trừ 1 phần 2. Trả đáp án D. Hai câu này dễ mà, qua nha. Bây giờ câu số 3. Câu số 3 đáp án là nhiêu đây? Nhắn lên cho anh với. Hay kêu đi. Bạn nào giơ tay vậy? D. Ai cũng kêu D hết. D. D luôn. Rồi ok, vậy thì ở đây mình sẽ có 243 này là bằng 3 mũ 4. Thì mình sẽ có được hai số mũ bằng nhau, tức là x bình trừ 4 bằng 4 tới x bình trừ 4 bằng bằng 4. Ba mũ năm anh ơi. 3 mũ 5 hả? À đúng rồi, 3 mũ 5. Sorry video, 3 mũ 5. Thì ở đây bằng 5, dẫn tới x bình bằng 9, dẫn tới hai có hai nghiệm x bằng âm cộng trừ 3, hai này nhân nhau sẽ là trừ 9. Ok, 3 mũ 5, sorry. Rồi câu 4 thì đáp án là cái gì đây? Câu 4 nó tương đương với phương trình nào? Nghe nó bán đi. Phương trình nào? B. Rồi ok. Thì 0,2 ở đây á nó sẽ là 1 phần 5, mà 1 phần 5 nó cũng chính bằng 5 mũ trừ 1. Vậy thì cái phía trái này của mình đó nó sẽ là thành 5 mũ trừ x trừ 2. Mình nhân dấu trừ cho cả cái mũ này luôn nha. Tiếp theo cái căn 5 của mình đó nó là bằng 5 mũ 1 phần 2. Vậy thì mình sẽ nhân 1 phần 2 vô nguyên cái mũ này, tức là mình sẽ được 5 mũ 2x trừ 2. Đây là chọn đáp án B. Rồi ok. Rồi giờ tới câu 5. Sao đây nó lại có đáp án gì vậy? Rồi bây giờ do có đáp án rồi thì tụi em sẽ làm cho anh câu 5 và nhắn ra tiếp 1 với 2 là mỗi mỗi thằng là bao nhiêu. Anh không biết nha, đáp án đen biết đúng sai nha. Các bạn kêu đáp án A rồi đó. Ai làm ra là A đúng không?
Rồi thôi sửa đi. Thì ở đây mình sẽ đặt điều kiện trước. Điều kiện là hai cái mẫu số nó phải khác không, tức là x khác 0 và x khác trừ 1. Sau đó ở đây nó có một cái điều đặc biệt đó, là cái căn 17 cộng 4 mà tụi em đem đi mũ trừ 1 thì nó sẽ bằng bằng cái gì? Bằng căn 17 trừ 4. Vậy thì mình sẽ dựa vô cái này để mình đưa về chung một cơ số ha. Vậy thì giờ đưa về cơ số căn 17 cộng 4. Mũ này là 2x trừ 1 chia 3x bằng với lại cái này thay bằng cái căn 17 trừ 4 này, mình sẽ thay bằng cái này. Nhân dấu trừ vô cả như cái này luôn thì sẽ được lại đây là 1 trừ x chia x cộng 1. Lúc này hai cơ số bằng nhau ha. Hai cơ số bằng nhau thì mình suy ra luôn là hai cái mũ thì nó bằng nhau. Rồi, giải tới cái này thì dễ hả? Nhưng chéo cả hai lên thì giải thôi. Rồi hai thằng này chia nhau thì mình được cái nào ta? X1 nhỏ x2, tức là này x1 nhỏ x2, tức là x1 với lại cái thằng này, đúng không? Là 1 trừ căn 6. Cho ra đáp án được. Ủa? Ra B chứ. Ra B chứ. Tại sao ra ra A được? Ra B chứ. X1 nhỏ x2 mà. Thì x1 nó phải là 1 trừ căn 6 chia 5. Thì x1 nè chia x2 phải bằng là 1 trừ căn 6 chia 5, xong rồi chia cho 1 cộng căn 6 phần 5 ôm. Thì mình bấm máy tính thì nó ra là trừ 7 cộng 2 căn 6. Chỗ này hết biết được rồi. Tiếp cộng nha, trừ 7 cộng 2 6 phần 5. Khả năng cao là tụi em sẽ lấy thằng x, thằng ở trên thì chia dưới đúng không? Thằng trên chia dưới ra đáp án à. Lừa hết rồi. Rồi, hồi nãy có bạn kêu anh giảng lại cái dấu chấm số 2 chỗ này. Thì tại sao có được chỗ này đúng không? Tại vì cái mục đích của mình đó là mình đưa về cùng một cơ số. Do là nhận thấy được là cái gì? Mình bấm nguyên cái là căn 17 cộng 4 mà mũ trừ 1 thì nó sẽ bằng căn 17 trừ 4 luôn. Tức là cái thằng bên này nè đem đi mũ trừ 1 thì nó sẽ được thằng này. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa về hết cái cơ số căn 17 cộng 4 bằng cách mình thay cái thằng này. Mình thay cái thằng này bởi là căn 17 cộng 4 mũ trừ 1.
Vậy thì giờ em thay cái cơ số chỗ này vô trong cái căn 17 trừ 4 đây, thì cái phải trừ 1 nó phải nhân lên trên cái mũ chỗ này không? Thì đây nè, nhân trừ 1 lên thì cái tử nó sẽ đổi dấu lại, sẽ là hành 1 trừ x. Rồi. Sau khi nhân xong thì mình sẽ có được là cái phương trình của mình nó trở thành là hai bên nó sẽ cùng cơ số hết. Thì cùng cơ số hết tức là hai cái số mũ nó sẽ bằng nhau. Đó, hai số mũ bằng nhau thì mình sẽ tiếp tục mình giải phương trình, là mình nhân nhân chéo là mình giải phương trình, do ở trên anh đã đặt điều kiện rồi nên là chuyện nhân lên là bình thường, không sao hết. Nhân lên đưa về phương trình 1 2, sau đó mình giải được hai nghiệm x1 x2, nhớ nha, x1 của mình nhỏ x2, x1 nhỏ x2 thì em phải coi thằng nào nhỏ hơn lấy đó chia, chứ lấy bấm bấm cái cộng chia cái trừ nó ra đáp án A thì có. Sẽ dấu cộng nha, giờ này một đám mình không biết được nữa. Rồi vậy giờ áp dụng làm cho anh câu 6 nha, giống với lại câu 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 5 đây luôn. Anh thấy có bạn nhắn A, có bạn nhắn C. Hình như các bạn nhắn A, C, toàn C không? Rồi, ok. Thì câu này cũng làm y chang câu trên thôi. Rồi, C hết ha. Thì là căn 5 mũ cộng căn 5 cộng 2 mà đem đi mũ trừ 1 thì nó sẽ bằng căn 5 trừ 2. Vậy thì mình sẽ thay căn 5 trừ 2 ở đây là bằng căn 5 cộng 2 mũ trừ 1. Vậy thì dẫn tới mình sẽ có được cái phương trình là căn 5 cộng 2 mũ x x trừ 1 chứ. Căn 5 cộng 2 mũ x trừ 1 bằng với lại căn 5 cộng 2 mũ, đem dấu trừ gắn ở đây nha, là hành trừ của x trừ 1 phần x cộng 1. Sau đó mình sẽ được hai cái số mũ bằng nhau. Ở đây tụi em thấy được cái x trừ 1 đó là nên phải chung, thì mình đem mình gom ra ngoài. Bên trong này nó sẽ còn lại là 1 cộng với 1 phần x cộng 1 bằng 0. Này cho mình nghiệm x bằng 1, cái này cho mình nghiệm x bằng trừ 2, thì tổng hai nghiệm này lại sẽ là trừ 1 nha. Đấy. Ok. Biết dạng rồi, cái con này đâu có gì khó đâu đúng không? Nhân chéo lên hả?
Được. Tức là nhân thằng này lên đúng không? Được. Nhớ đặt điều kiện x khác trừ 1 xong nhân chéo lên. Còn ở đây mình cứ rút nhân tử chung ra, có nhân tử chung rút ra cho dễ. Nhân chéo lên chuyện bình thường. Rồi. Câu 7. Nó cũng giống với lại cái câu trên này luôn, nhưng mà nó sẽ khó hơn một xí. Lại trong này nó sẽ còn cái căn nữa. Nó còn thêm một cái căn nữa. Vậy thì giờ mình sẽ làm như thế nào? Các bạn nào biết làm không? Dạ, cái đó là sẽ bằng 1 phần 2 xong anh để ra ngoài. Xong anh làm Cái này tương là một tự phần với câu hai. trên. Ok Làm tương tự. rồi, ok hiểu ý bạn ha. Thì bây giờ là do mình làm trách nhiệm nên là tụi em có đặt điều kiện hoặc là không đặt cũng được. Nếu mà không đặt điều kiện thì mình trải nghiệm ra, mình nghĩ là lại cái đề coi mình thay vô nó có bị không xác định không. Nếu có thì mình loại không thì thôi. Vậy thì bây giờ bạn kêu là cái căn này nè, mình sẽ để là mũ 1 phần 2. Mũ 1 phần 2 là mình đem 1 phần 2 ra mình gắn trên cái mũ chỗ này. Thì đúng ha. Rồi, thì cái phương trình của mình nó sẽ đưa được thành như thế này. Đó, cái một cái căn của mình, cái căn bự ở ngoài á, mình rút ra cái mũ 1 phần 2 mình để đây. Tương tự bên này cũng vậy. Mình cũng rút cái mũ 1 phần 2 mình để đây. Đó. Sau đó thì cũng như mấy bài trên thôi, mình nhận thấy được là 6 cộng căn 35 mà mình đem đi mũ trừ 1 nên nó sẽ bằng 6 trừ căn 35. Thì mình cứ thay thằng này bởi cái bên này thì mình sẽ có được. Giờ mình làm nhanh nha, lấy cái số mũ này luôn. Bằng với lại trừ 1 phần 2 nhân cho 2x trừ 1 phần 2x trừ 5. Rồi 1 phần 2 bên bỏ. Tới đây tụi em nhân chéo lên thì nó sẽ là cái gì? 2x cộng 5 nè nhân cho 2x trừ 5 bằng với lại trừ của 2x trừ 1 nhân 2x cộng 1. Đúng không? Rồi cái này là hàm đẳng thức nè, 4x bình trừ 25 bằng trừ 4x bình cộng 1 dẫn tới là x bình nó sẽ bằng 26 mà chia 4 là 13 phần 2. 26 chia 4 là 13 phần 2. 13 phần 2 thì lấy căn xuống thì mình sẽ được đáp án A cộng trừ căn 4. Có gì đó sai sai ở đây. Từ từ làm nhanh quá. A chia 8 lận. Và 26 chia 8 được là 13 phần 4. 13 phần 4 mà lấy căn xuống thì mới được là cộng trừ căn 13 phần 2. Làm nhanh quá nó sai luôn. Đâu nó sai. Rồi, tụi em ngồi xem lại câu này một xíu, tất cả đâu không?
Có thấy bác ở đâu không? Nhận ra được cái chỗ này là làm được thôi. Không thì giờ qua 8 nha. Qua 8. Cho cái phương trình hỏi có bao nhiêu nghiệm nhỏ hơn 1. Thì cái này mình sẽ làm sao? Đưa hết về một cơ số này. À, cùng một số mũ 2 mũ x nhân cho 3 mũ x trừ 1 thì sẽ là 1 phần 3 nhân cho 3 mũ x. 5 mũ x trừ 2 sẽ là 1 phần 25 nhân cho 5 mũ x bằng 12. Sau đó mình sẽ có được là gì? 30 mũ x là bằng 900. Chuyển tới x bằng x bằng 2. Đúng không? X bằng 2. X bằng 2 thì có bao nhiêu nghiệm nhỏ hơn 1? Không có nghiệm nào nhỏ hơn 1 hết. Ok không? Con này dễ mà. Câu 9. Câu 9 đáp án lại nhiều. Chat đáp án lên nào. Chat đáp án lên trên cái khung chat nào. Câu 9. B. B hết. Rồi ok. Tích của hai nghiệm đúng không? Thằng này có phải là bằng, bấm máy tính là được 8 mũ 4. Vậy mình đưa cái phương trình là x bình cộng 6x trừ 7 bằng 0. Tích hai nghiệm. Đây phương trình bậc 2 tích hai nghiệm x 1 x 2 là bằng trừ c. C chia đúng không? C chia là 7. Chọn B. Khỏi bấm máy tính làm gì? Rồi câu 10. Câu 10 kêu tìm tập nghiệm. Sao bán nào? Rồi có bạn ra. À. Ai đã bán khác không? Không có bán khác thì A đúng rồi ha. Nó sẽ là như thế này, 4 phần 7, 7 phần 4. Nó là mũ trừ 1 của nhau á. Thì mình sẽ đưa cái này là 4 phần 7 mũ x nhân với lại 4 phần 7 mũ trừ 3x cộng 1 bằng 16 phần 9 này mình đưa về 4 phần 7 luôn. Và nó sẽ là 4 phần 7 mũ 2. Dẫn tới cho mình được là mình sẽ có cái phương trình x trừ 3x cộng 1 bằng 2. Thì lúc này bấm máy tính sẽ được x bằng trừ 1 phần 2. Chọn đáp án A. Rồi. Mình này tới đây hết rồi. Tới đây là hết cái ví dụ rồi, bài tập tương tự thì tụi em tự về nhà làm. Hả?
Bây giờ mình sẽ qua dạng số 3. Dạng số 3 là đặt ấn phụ để giải phương trình. Thì thường mình sẽ đặt ấn phụ để đưa về phương trình bậc 2 ha. Rồi. Tụi em có thể đọc qua cái phương pháp của dạng 3 một xíu, nhưng mà nó có vẻ khó hiểu. Mình có thể đặt một ẩn hoặc là hai ẩn tùy vô phương trình của mình. Rồi, bây giờ tới câu 1. Cho cái phương trình mũ đó, nó kêu khi đặt t là bằng 2x thì được phương trình nào dưới đây? Thì khi mà t là bằng 2x, 2 mũ x chứ, có thì có phải là khi bình phương lên là t bình nó sẽ bằng 4 mũ x không? Thì lúc này mình sẽ thay 4 mũ x là t bình nè. 2 mũ x cộng 1 sẽ là 2 nhân cho t trừ 3 bằng 0. Chọn đáp án D. Rồi sử dụng cách tương tự để em giải câu 2. Thì ở đây mình sẽ có được là 7 nhân cho 7 mũ 2x trừ 8 nhân 7 mũ x cộng 1 bằng 0. Ở đây tụi em đặt t là bằng 7 mũ x. Còn nếu bạn nào không muốn đặt á thì coi như cái này là t bình và coi như cái này là t, thì bấm máy tính thì nó sẽ ra được cái một cái là t bằng cái 7 mũ x bằng 1. Hoặc là 7 mũ x bằng 1/7. Thì mình sẽ có được luôn là x bằng 0 hoặc là x bằng âm 1. Thì mình sẽ có đây hai nghiệm. Chạy bị dễ mà đúng không? Rồi giờ câu 3. Câu 3 đáp án là nào nè? Nhắn lên chat đi. À à à nghiệm là nhiêu vậy? Tức là nếu mà ba nghiệm thì có ba cái ít bằng mấy bằng mấy bằng mấy? Giờ là bằng không. Không. Căn 2 với trừ căn 2. Trừ căn 2. À, rồi ok. Cộng trừ căn 2. Thôi ơi, sao lại ra trừ 2 với 2 vậy? Rồi ok, ra đúng rồi ha. Rồi, có 4 luôn.
Rồi Hoa dạy câu 4 ha. Thì câu 4 cái phương trình của mình đúng không? Nó sẽ là 5 mũ x trừ 1 cộng cho 5 nhân cho 1 phần 5 mũ x trừ 2 bằng 26. Vậy giờ mình đặt T là bằng 5 mũ x đi. Vậy thì mình có 1 phần 5 mà mũ x đó, nó sẽ bằng 1 phần T đúng không? Để lúc này phương trình của mình nó sẽ bằng là 1 phần 5 nè nhân cho T cộng với 5 nhân cho 25 nhân cho 1 phần t bằng 26. Do t của mình là 5 mũ x nên t của mình lớn không thì tụi em nhân hết lên thì sẽ được là 1 phần 5. Với nhân t lên cả hai vế là 1 phần 5 t bình trừ 26 t cộng 125 bằng 0. Rồi, ở đây mình sẽ được một nghiệm là bằng T là bằng 125, nghiệm còn lại là T bằng 5. Xong mình sẽ trả về biến x. 5 mũ x bằng 125, nghĩa x sẽ bằng 3. 5 mũ x bằng 5, nghĩa x sẽ bằng 1. Thì lúc này tổng hai nghiệm này lại 3 cộng 1 sẽ bằng 4. Sao bà đang mai được vậy? Không mai làm được vậy? Sao vậy? Sao vậy, không ai làm được giờ? Vậy hả, chưa xong hả? Có ra được hai này không? Chờ tụi em sửa bài này vô nha. Nó khó ở chỗ là tụi em không biết nó đưa về một phần t á, chắc chắc chỗ đó. Rồi ok, không thắc mắc gì làm cho anh câu 5 đi. Làm câu 5 nha. Sau mình nghỉ xíu, thế là làm câu 5. Trong thời gian nghỉ tụi em làm câu 5, thì tầm 5-7 phút thì thôi.
Rồi thôi mình tiếp tục ha. Thì nãy giờ anh đi làm cái câu 5, cái câu 5 nó bị sai đề. Câu 5 nó bị sai đề. Thì cái mũ chỗ này nè, phải sửa lại là trừ x bình thì mới mới làm được. Còn nếu mà để cái kia thì nó sẽ bị không làm được cái cách mình đang học ha. Thì sửa lại cho anh là 2 x bình trừ x trừ cho 2 mũ 2 cộng với lại x rồi trừ x bình nha. Thì cái này mình mới làm được. Lúc này mình sẽ đặt T là bằng 2 mũ x bình trừ x, tức mình suy ra được là 1 phần T nó sẽ bằng 2 mũ x trừ x bình. Sau đó tụi em thay ngược lên trên này, cái này sẽ là T nè, trừ cho 4 nhân với lại 1 phần T bằng 3. Ở đây thì do T mình đặt cái này là nó khác không rồi, vậy nên là mình sẽ nhân T cả hai vế lên, mình sẽ được phương trình bậc 2 là T bình trừ 3T trừ 4 bằng 0. Rồi dẫn tới T bằng trừ 1 hoặc là T bằng 4. Do T là số số dương đúng không? Nó là hàm đặt hay hàm mũ mà. Vậy thì cái này loại. Mình có được là 2 mũ x bình trừ x bằng 4. Thì x bình trừ x sẽ bằng bằng 2. Từ đây mình sẽ giải được hai nghiệm x1 x2. Mà người ta kêu mình là tổng tổng các nghiệm, tức là x1 cộng x2 á, thì dùng dùng VS là gì? Trừ B chia A bằng 1 ha. Chọn C. Rồi, câu 5 sau khi sửa đề thì chỉ có bạn nào có thắc mắc ở đâu alo, có thắc mắc ở đâu không? Sao buồn ngủ ngủ hết rồi. Ok. Vậy không thắc mắc thì giờ mình sẽ qua tiếp tục số 6. Số 6 ha. Số 6 mình nhìn vô cái phương trình này cái tính tổng tất cả các nghiệm đúng không? Thì nó là cái dạng mà mình nãy hồi nãy mình gặp rồi. 2 trừ căn 3 với 2 cộng căn 3 thì nó sẽ là mũ trừ 1 của nhau á. Thì khi mà anh đặt T là bằng 2 cộng căn 3 mũ x thì mình sẽ có mình trừ thì t trừ 1 nó sẽ bằng, mình lấy mấy cụm này mình muốn trừ 1 đi thì nó có phải là bằng 2 trừ căn 3 mũ x không, mà t trừ 1 của mình nó là lại là 1 phần t nữa. Vậy thì cái bài này mình sẽ thay vô, nó là t cộng cho 2 nhân 1 phần t bằng 3. Do t mình đặt là cái biểu thức này, vậy thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ khác không đúng không? Vậy mình sẽ nhân nhân t cả hai vế vô, mình sẽ có được phương trình t bình trừ 3t cộng 2 bằng 0. Phương trình này sẽ có hai nghiệm là t bằng 1 và t bằng bằng 2 ha. Ứng với t bằng 1 thì tụi em sẽ có x bằng 0, tại vì nguyên cái cục này mình muốn muốn 0 lên thì nó mới bằng 1 được. Còn t bằng 2 thì mình sẽ có x bằng log cơ số 2 cộng căn 3 của 2. Vậy khi nó kêu tính tổng đúng không? Tổng mình lấy hai thằng này mình cộng lại thì nó sẽ ra được là đáp án A. Rồi.
Câu này còn thắc mắc gì không? Nói chung là gặp cái dạng mà nó giống như thế này thì mình cứ coi coi hai thằng này nếu mà mũ chiều một nó có ra được nhau hay không, nếu ra thì mình cứ đặt tê rồi mình giải thôi. Rồi. Mấy bài này nè, 7, 8, 9. Bảy tám chín với lại 11 thì nó sẽ giống với cái dạng dạng chỗ T này, thì anh nó cũng sửa lại, tụi em tự làm lại những bài này. Bây giờ mình sẽ sửa tới cái bài lượng giác chỗ này, thì có bạn nào có ý tưởng làm bài lượng giác này không? Bài hai mũ sin bình với hẳn cos bình nhỉ? Hả? Có bạn nào có ý tưởng làm bài này không? Có ý tưởng ai có ý tưởng là bài này không? Không, mình chắc không dùng hạ bậc đâu nha Kiệt. Cos bình bằng 1 trừ sin bình x, xong mình làm giống cái phần mình đặt t bằng sin bình x rồi mình làm giống ở trên được không anh? Được chứ, cái đó là cái làm đúng luôn rồi ha. Thì ở đây tụi em chuyển về hết một biến sin hoặc cos đều được ha. Ở đây mình chuyển về sin đi, vậy là thành là hai mũ hai nhân hai mũ sin bình x trừ cho hai mũ một trừ sin bình trừ ba bằng không. Thì lúc này mình sẽ đặt t là bằng hai mũ sin bình x, thì phương trình của mình sẽ trở thành hai nhân cho t trừ cho hai nhân cho hai mũ trừ sin bình, hai mũ trừ sin bình tức là một phần t đúng không, rồi trừ 3 bằng 0, 2 mũ 1 đi xuống này. Rồi T mình biết là khác không thì mình nhân T vô, nhân thêm T vô thì mình sẽ được phương trình 2T bình trừ 3T trừ 2 bằng bằng 0. Này bấm tính cho nó ra nghiệm. Rồi, ở đây mình có một nghiệm là t bằng 2 và một nghiệm là t bằng trừ 1 phần 2. Do là t mình là hàm mũ đúng không? Hàm mũ chắc nó sẽ dương rồi. Vậy thì t bằng trừ 1 phần 2 mình sẽ loại đi. Còn t bằng 2 thì mình nhận. T bằng 2 thì ứng với là 2 mũ sin bình x bằng 2. Vậy thì sin bình x sẽ bằng 1. Sin bình bằng 1 thì mình có được là sin thôi á sẽ bằng cộng trừ 1. Mình biết sin bằng cộng trừ 1 thì mình chiếu lên trên cái đường tròn đường giác. Đây chụp sin nè. Sin bằng cộng trừ 1 có phải là ở đây không? Chỗ này với chỗ này là cộng 1 với trừ 1. Thì hai cái này mình đưa về hỏi nghiệm nó sẽ là bi chia 2 cộng ca bi. Rồi. Bài này có bạn nào thắc mắc ở đâu không? Tới chỗ này nha, tới sin bình bằng 1, tụi em đưa ra sin x bằng cộng 1 với sin x bằng trừ 1. Thì tụi em có thể làm như công thức lớp 11 bình thường là giải phương trình lượng giác. À, còn không thì bạn nào biết cái đường tròn lượng giác này á, thì mình sẽ áp dụng cái này nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà em không nhớ được cái họ nghiệm này á, thì tới đây đúng không? Mình sẽ có sin x bằng cộng 1 với sin x bằng trừ 1 đúng không? Thì ứng với sin x bằng 1 mình sẽ có được là x sẽ bằng pi phần 2 cộng cho k2 pi. Tương tự với sin x
bằng trừ 1 thì mình sẽ có được là x sẽ bằng trừ b phần 2 cộng 2b k2b. Thì bây giờ mình sẽ giao hai hàng này lại. Giao hàng này lại, giao hàng x bằng b trên 2 cộng k2b với giao này lại. Thì cái cách giao mà nếu mà không nhớ được tròn nha, thì cái cách giao dễ nhất ở đây á, thì dùng mình quy về độ đi. Cái họ nghiệm ở trên này nè là bao nhiêu? Nếu mà k bằng 0 thì nó là 90 độ đúng không? K bằng 1 thì nó sẽ là 90 cộng cho 360 là 450. Rồi tiếp sin x bằng trừ 1 thì nếu mà k bằng 0 k bằng 0 k bằng 0 nghĩa là trừ 90. Rồi k bằng 1 thì nó là 2.70. Vậy em thấy là cái bước nhảy từ nghiệm này xuống nghiệm này xuống nghiệm này xuống nghiệm này đúng không? Nó có phải là bi không? Nó nhảy bi không? Tức là từ đây đây chấm 8, đây xuống đây chấm 8, đây đây chấm 8. Vậy thì mình kết luận hai cái thằng này giao lại, lấy bất kỳ một trong bốn thằng này đều được. Ví dụ đây bi phần 2 là lấy thằng giữa cộng với lại nó nhảy 108, tức là nó nhảy một bi á, mình thêm k vô thì mình giao hai cái thằng này lại, ở bên nào hai thằng này lại mình sẽ được cái hội nghiệm mới là x bằng bi phần 2 cộng k bi. Còn bạn nào mà dùng được cái đường tròn lượng giác này thì nó sẽ nhanh hơn. Sao có thắc mắc gì ở phần giao nghiệm chỗ này nữa không? Tức là cái bài của mình tới đây là xong rồi nha. Anh chỉ thêm cho tụi em cái cách mà giao hai cái họ nghiệm sin x bằng 1 với sin x bằng trừ 1 này thôi. Rồi câu 11 thì giống với mấy câu trên nên là không sửa. Bây giờ mình sửa lại câu 12 nữa là hết cái dạng 3 này. Câu 12 của mình, tụi em nhìn vô đây nè, nhìn vô cái phương trình của mình. 12 nhân 9 mũ x trừ 35 nhân 6 mũ x cộng 18 nhân cho 4 mũ x bằng 0. Thì có phải cái thằng này nè, thằng 9 mũ x nó là 3 mũ x bình không? 3 mũ x tất cả bình đó. Thằng 4 mũ x này nè. Thằng 4 mũ x này nè, nó là 2 mũ x mà tất cả bình. Thằng 6 mũ x ở giữa nó phải là 3 mũ x nhân cho 2 mũ x không? Vậy bây giờ nếu mà anh đặt u là bằng 3 mũ x và v là bằng 2 mũ x, vậy lúc này cái phương trình của mình nó sẽ trở thành là 12 này nhân cho u bình trừ 35 nhân u nhân v đúng không, u nhân v 2 nhân 3 là 6 này, rồi cộng với lại 18 nhân cho v bình phương bằng 0. Thì đây là cái phương trình bậc 2 mà đẳng cấp. Phương trình đẳng cấp. Thì cách làm này là sẽ, tại vì hai thằng nó đã khác không hết rồi thì mình sẽ chia một trong hai biến số. Bây giờ anh chia u bình cho cả chia v bình cho cả hai vế. Thì mình sẽ được là 12 nhân cho u chia v tất cả bình trừ 35 u chia v cộng cho 18 bằng 0. Tới đây nó trở thành là phương trình bậc 2 ha. Cái biến của mình là u chia v. Thì tụi em bấm máy tính phương trình bậc 2. Mình sẽ được một nghiệm u chia v bằng 9/4 hoặc là u chia v bằng 2/3. Lúc này ở đây u chia v là bằng nhiêu?
chia b có phải là 3 phần 2 tất cả mũ ít đâu. Ở đây mình thay vô 3 phần 2 mũ ít bằng 9 phần 4 hoặc là 3 phần 2 mũ ít là bằng 2 phần 3. Phương trình trên này mình sẽ giải được x bằng 2 và phương trình dưới này mình sẽ giải x bằng âm 1. Đề bài hỏi là có bao nhiêu nghiệm thì mình trả lời là có 2 nghiệm. Rồi thì đây là câu số 12 ha. Rồi tụi em xem cái bài giải rồi có thắc mắc ở đâu thì hỏi. Ok, nếu mà không thắc mắc thì nghỉ, cũng 11 giờ rồi. Rồi nghỉ nha. Bye. Ok, bye bye em. Chào. Ok, bye bye tụi em. Yeah, yeah. Oh, wow. Ok, bye bye em. Anh coi tin nhắn Minh Khang rồi anh. Khang hả? Minh Khang á, trong chatbot kìa. Từ từ, anh đang... Chị vậy? Cái anh là ai đâu mà.